thế giới đó có vị Phật hiệu là Chỉ địa Diệu Quang Vương đang giáo hóa chúng sinh. phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. có thế giới tên là Hỷ lạc âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Đăng Vương. phía trên thế giới thiện quán tập trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. có thế giới tên là Hỷ lạc âm. thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Đăng Vương đang giáo hóa chúng sinh. phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Mani Tạng Nhân Đà La Võng Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Không Kiến phía trên thế giới hỷ lạc âm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Mani Tạng Nhân Đà La Võng thế giới đó có vị Phật hiệu là Bất Không Kiến đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là chúng diệu địa tạng, đức Phật ở thế giới đó hiệu là Diễm thân tràng. Phía trên thế giới mà Ni Tạng Nhân Đà La võng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là chúng diệu địa tạng, thế giới đó có vị Phật hiệu là Diễm thân tràng đã giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Quang luân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là tịnh trị chúng sinh hạnh. Phía trên thế giới chúng diệu địa tạng trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Kim Quang Luân, thế giới đó có vị Phật hiệu là tịnh trị chúng sinh hạnh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Tu Di Sơn Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Đức Vân Phổ Chiếu phía trên thế giới kim quang luân trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là tu di sơn trang nghiêm thế giới đó có vị phật hiệu là nhất thiết công đức vần phổ chiếu đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là chúng thụ hình đức phật ở thế giới đó hiệu là bảo hoa tướng tịnh nguyệt giác phía trên thế giới tu di sơn trang nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là chúng thụ hình. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Bảo Hoa Tướng Tịnh Nguyệt Giác đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Bố Ý. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tối Thắng Kim Quang Cự. Phía trên thế giới chúng thụ hình, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Bố Ý thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Kìm Quảng Cự đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Danh Sưng Long Vương Tràng, được Phật ở thế giới đó hiệu là Quán Đẳng Nhất Thiết Pháp. Phía trên thế giới vô bố ý, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Danh Sương Long Vương Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là quán đẳng nhất thiết pháp đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi có Phật, có thế giới tên là thị hiện Mani Sắc, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là biến hóa Phật. Phía trên thế giới đại danh sưng Long Vương Tràng, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi có Phật, có thế giới tên là thị hiện Mani Sắc, thế giới đó có vị Phật hiệu là biến hóa Nhật đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới. Nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Đăng Tràng Nghiêm, được Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu. Phía trên thế giới thị hiện Mani ni sắc, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Đăng Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là hương quang vân được phật ở thế giới đó hiệu là tư duy hoại phía trên thế giới quảng diễm đang trải nghiệm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là hương quang vân thế giới đó có vị phật hiệu là tư duy hoại đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là vô án thù được phật ở thế giới đó hiệu là tinh tấn thắng Huệ hải